Mới đây, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Đồng Nai. Chỉ vì một chút mâu thuẫn với hàng xóm mà một người đàn ông đã dùng xà beng xông vào nhà, ra tay sát hại nạn nhân, sau đó phóng hỏa đốt xe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chiều ngày 22 tháng 7 đã tạm giữ hình sự đối với Đinh Trung Hiếu, 45 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Đinh Trung Hiếu và Hoàng Duy Tùng, 39 tuổi, là hàng xóm với nhau, ngụ tại xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom. Trước đó, Hiếu nhờ anh Tùng ký nhận giáp danh đất, nhưng anh Tùng không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn với nhau. Vào tối ngày 21 tháng 7, sau khi nhậu, Hiếu cầm một cây xà beng bằng sắt qua nhà anh Tùng, đập bể kính cửa nhà anh này. Tiếp đó, khi thấy ông Hoàng Duy Ân, 45 tuổi, anh ruột của anh Tùng, đang ngồi trên võng, thì Hiếu xông vào dùng xà beng ra tay, khiến ông Ân gục tại chỗ. Chưa dừng lại, người này tiếp tục đuổi theo, nhưng anh Tùng đã nhanh chân chạy thoát thân. Chưa thỏa mãn, Hiếu còn châm lửa đốt luôn chiếc xe ba gác của ông Ân rồi rời khỏi hiện trường. Mặc dù nạn nhân sau đó được đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do bị thương tích quá nặng.